Xin chào quý vị, Ngọc Thủy rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Có thể nói là bởi vì mỗi lần mà Ngọc Thủy được gặp quý vị là được chia sẻ một cái vấn đề rất là thú vị trong cuộc sống. Và là phụ nữ thì quý vị cũng biết là ai cũng luôn mong muốn là mình lúc nào cũng tươi đẹp và rạng rỡ trong mắt người đối diện, đúng không ạ? Bởi vì điều đó sẽ khiến cho mình cảm thấy tự tin hơn và gây được thiện cảm với người đối diện. Điều đó cũng sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái thuận lợi trong công việc và cuộc sống mỗi ngày. Và khi mà nói đến điều này thì không biết là tất cả mọi người, đặc biệt là các chị em bạn gái, đã chuẩn bị gì cho cái công cuộc là giữ gìn nhan sắc và thần thái của mình chưa nhỉ? Thưa quý vị, cái điều đó theo Ngọc Thủy nghĩ thì cũng rất là đơn giản thôi à. Chỉ cần chúng ta có một cái chế độ ăn uống thật là khoa học nè, ngủ nghỉ hợp lý nè, rồi luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày thì chắc chắn sẽ rất là dễ dàng để chúng ta có được một cái sắc đẹp thôi, đúng không nào? Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ giữ một cái tư duy thật là tích cực nè, một cái tinh thần thật là lạc quan thì chắc chắn là chúng ta sẽ đẹp từ bên ngoài và khỏe từ bên trong rất là dễ dàng, đúng không thưa quý vị? Và còn thêm một yếu tố nữa có lẽ là quý vị không để ý đâu, là cái luồng không khí mà chúng ta tiếp xúc trực tiếp mỗi ngày nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến nhan sắc của chúng ta đó nha. Ví dụ như là ở trong gia đình chúng ta nè, hay là ở nơi làm việc, vậy thì sử dụng sản phẩm nào để có thể cải thiện cái bầu không khí đó và mang đến cho chúng ta một cái sắc diện thật là tươi vui mỗi ngày đây? Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu đến quý vị sản phẩm rất là hiện đại, đó chính là chiếc máy điều hòa Aqua Hyper Cool. Và giờ đây trước tiên thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một số những tính năng mạnh của chiếc máy điều hòa Aqua Hyper Cool này quý vị nha. Đó chính là cái chế độ làm lạnh nhanh Turbo Cool, điều đó sẽ giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Và thứ hai đó chính là tính năng Eco Sensor, có khả năng là tự phát hiện chuyển động và từ đó sẽ điều tiết cái thời gian hoạt động của máy. Và thứ ba là với chiếc máy điều hòa Aqua này, nó có khả năng hoạt động trong dải điện áp từ 120V đến 264V quý vị nha. Thưa quý vị, điều mà chúng ta quan tâm đầu tiên khi mà mua một chiếc máy điều hòa đó là gì? Đó chính là cái chế độ làm lạnh nhanh Turbo Cool. Và bây giờ thì Ngọc Thủy sẽ bật ngay cái chiếc máy lạnh này đây. Và có luôn cái chế độ Turbo Cool thưa quý vị, là làm lạnh nhanh. Thì với cái chế độ này thì có thể nói nó rất là quen thuộc với người Việt Nam. Bởi vì đi cả ngày trời ở ngoài đường nắng rất là nóng, lúc đó chúng ta chỉ ao ước là trở về nhanh cái căn nhà của mình, ngồi trên chiếc ghế sofa và bật máy lạnh. Lúc đó thì những cái luồng gió mát sẽ thổi ra xung quanh chúng ta. Nó rất là mát lạnh, rất là dễ chịu, đúng không ạ? Và quý vị có biết không ạ, với chiếc máy lạnh Aqua này thì cái luồng gió này rất là mạnh, có khả năng là thổi ra rất là xa và có thể làm mát ở những cái khu vực xa hơn mà vẫn đảm bảo được cái độ mạnh của gió. Đây ạ, cái độ gió phải nói là rất là mạnh luôn, rất là thích thưa quý vị. Và tiết kiệm điện luôn là điều mà mọi người quan tâm đầu tiên. Với chiếc máy điều hòa Aqua Hyper Cool ngày hôm nay mà Ngọc Thủy đang giới thiệu, được ứng dụng công nghệ inverter tiên tiến, tích hợp giữa 3 công nghệ hiện đại điều khiển inverter, đó là TLFM, BID và ABAM. Và với những công nghệ đó sẽ giúp tối ưu hóa sự vận hành máy. Và như vậy thì mỗi tháng hóa đơn tiền điện của quý vị sẽ nhẹ nhàng đi rất là nhiều. Đó thật sự là một điều rất là tuyệt vời mà chúng ta cần phải quan tâm, đúng không ạ? Và chưa hết đâu nha thưa quý vị, chiếc máy lạnh Aqua của chúng ta còn được tích hợp cái tính năng là cảm biến Eco Sensor. Và với cái tính năng này nó có tác dụng là tự phát hiện chuyển động. Nếu như mà trong vòng 20 phút trong phòng quý vị không hề có một cái người nào cả thì có nghĩa là chiếc máy lạnh nó sẽ tự động phát hiện ra cái điều đó, nó sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm điện năng. Và khi mà quý vị quay trở lại căn phòng của mình thì nó sẽ quay trở lại với cái chế độ được cài đặt ban đầu. Như vậy thì phải nói là tiết kiệm chi phí rất là nhiều, đúng không quý vị? Và cái tính năng này nó rất là phù hợp với những người hay quên. Nếu mà chúng ta ra ngoài là chúng ta quên tắt máy lạnh thì cũng không sao, nó sẽ tự động chuyển sang cái chế độ là tiết kiệm điện. Hoặc là đối với những người ra ngoài chút xíu thôi, ra ngoài trong thời gian ngắn thôi, đúng không ạ? Và chúng ta muốn là khi trở về thì căn phòng của mình vẫn mát lạnh. Và với cái chế độ cảm biến Eco Sensor này thì nó rất là phù hợp với những người đó, đúng không ạ? Một cái sự lựa chọn vô cùng thích hợp với chiếc máy lạnh Aqua này dành cho tất cả chúng ta thưa quý vị. Và một thông tin nữa cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị, đó chính là chiếc máy lạnh Aqua này có chỉ số hiệu suất năng lượng là 5.3, có khả năng tiết kiệm điện lên đến 63%. Một chiếc máy lạnh tốt là một chiếc máy lạnh hoạt động bền bỉ, đi cùng với gia đình chúng ta theo năm tháng mà vẫn hoạt động như thuở ban đầu, để tăng tuổi thọ cũng như là giúp máy
máy hoạt động bền bỉ hơn thì Aqua đã trang bị thêm cho dòng máy lạnh Hypercool một cái lớp sơn phủ chống ăn mòn Bluefin trên cả dàn nóng lẫn dàn lạnh thưa quý vị, và hợp chất này có tác dụng là chống ăn mòn và chống oxy hóa cho sản phẩm. Thêm một điểm cộng cho sản phẩm này nữa đó chính là luôn quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng. Ở trong chiếc remote này thưa quý vị, nó có tích hợp chế độ dành riêng cho giấc ngủ. Quý vị có thể mở ra như thế này nè. Và chúng ta nhấn vào chế độ sleep. Như vậy thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm là giấc ngủ của mình cả một đêm được nâng niu và chăm sóc. Chúng ta sẽ không có lo cái tình trạng là đang đêm ngủ là trời bị lạnh quá hay là bị quá nóng, đúng không ạ? Có thể nói là chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ thật là ngon lành và êm dịu suốt cả một đêm. Bên cạnh đó thì quý vị có thể quan sát rõ hơn với chiếc máy lạnh mà Ngọc Thủy đang đứng bên cạnh đây ạ. Cả dàn lạnh và dàn nóng trông rất là đẹp mắt và tinh tế. Và với màu trắng như thế này thì nó có thể dễ dàng phối hợp với bất kỳ một bức tường nào đều tạo nên cái vẻ đẹp sang trọng và tinh tế của riêng nó. Và với một cây thiết kế rất là giản tiện như thế này giúp cho việc lắp đặt rất là nhanh chóng và bảo trì bảo dưỡng cũng rất là thuận tiện, cho nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm trong vấn đề này nha. Bên cạnh đó thì chiếc máy lạnh Aqua Hypercool của chúng ta còn tích hợp công nghệ tự làm sạch 3 bước Aqua Fresh, có khả năng làm sạch và diệt khuẩn lên đến 99,9% bằng cách là đóng băng dàn lạnh và sau đó là rã băng để tạo ra một cái dòng nước cuốn trôi toàn bộ bụi bẩn trong máy lạnh và giúp cho máy lạnh chúng ta lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm. Như vậy thì sẽ tiết kiệm được cái chi phí vệ sinh chùi rửa máy lạnh rất là nhiều, đúng không ạ? Bên cạnh đó thì tăng hiệu năng làm việc của máy lạnh và tăng tuổi thọ cho máy lạnh nữa thưa quý vị. Với những tính năng mà Ngọc Thủy vừa giới thiệu thì hy vọng rằng sẽ giúp cho chị em phụ nữ cải thiện được cái bầu không khí xung quanh mình. Cái bầu không khí mà mình tiếp xúc trực tiếp mỗi ngày ở gia đình và ở nơi làm việc sẽ giúp quý vị có một cái thần thái tươi đẹp hơn, sẽ hỗ trợ cho quý vị trong công việc cũng như là cuộc sống mỗi ngày thuận lợi hơn rất là nhiều. Thưa quý vị, để biết thêm thông tin về sản phẩm ngày hôm nay mà Ngọc Thủy giới thiệu đó chính là chiếc máy lạnh Aqua Hypercool thì quý vị có thể liên hệ qua hotline 1800 585832 hoặc là website aquavietnam.com.vn hoặc fanpage Aqua Việt Nam. Còn bây giờ thì Ngọc Thủy xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những chương trình lần sau.